Ngọc Mai đang hát trên sân khấu thì bị một người thể hiện biểu cảm khó hiểu ra mặt. Vừa qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ca sĩ Ngọc Mai biểu diễn âm nhạc trên một sân khấu, chuyện không có gì để nói nếu dân tình không phát hiện có một người thể hiện biểu cảm khó hiểu ra mặt khi nữ ca sĩ đang hát. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ca nhạc Ngọc Mai biểu diễn âm nhạc trên một sân khấu, xuất hiện trước đông đảo khán giả, nữ ca sĩ chọn cho mình chiếc đầm trắng tinh khôi, lấy áo make up cùng kiểu tóc phù hợp đã giúp làm tôn lên được nhan sắc xinh đẹp của bà xã Quốc Nghiệp. Theo đó, ca sĩ Ngọc Mai đã mang đến tiết mục Một Vòng Việt Nam, ca khúc với giai điệu cùng lời ca đầy hào hùng kết hợp với giọng hát đầy kỹ thuật của nữ ca sĩ càng làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc trong lòng người nghe. Bên dưới đoạn clip, ngoài những lời khen dành cho giọng hát tuyệt đẹp của Ngọc Mai, cộng đồng mạng còn đặc biệt quan tâm đến ánh mắt của một chàng trai đứng phía sau lưng của nữ ca sĩ. Cụ thể, không biết vì lý do vì sao mà sau khi bà xã Quốc Nghiệp vừa hoàn thành ca khúc thì chàng trai đứng ở phía sau lại liếc mắt nhìn nữ ca sĩ và có biểu cảm khá khó hiểu khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng có lẽ do hồi hộp khi đứng trên sân khấu lớn nên mới có biểu cảm gây hiểu lầm. Osen Ngọc Mai có tên đầy đủ là Lê Như Ngọc Mai, sinh năm 1987. Cô là nữ ca sĩ được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp và có thâm niên 10 năm giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô còn có bằng thạc sĩ ngành biểu diễn thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, từng đi lưu diễn ở nhiều nước: Pháp, Đức, Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Mỹ, Canada, Nhật Bản. Bên cạnh đó, Ngọc Mai được khán giả biết đến với vai trò là vợ của nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp. Bên cạnh công việc giảng dạy và xây dựng tổ ấm, Ngọc Mai thỉnh thoảng tham gia những game show truyền hình về gia đình. Cả hai được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình lãng mạn cùng mái ấm hạnh phúc với một bé trai và một bé gái. Vào năm 2022, Ngọc Mai đã chính thức trở thành quán quân của chương trình về âm nhạc Smash Singer Việt Nam. Thời điểm đó, cái tên Osen Ngọc Mai ngay lập tức gây bão truyền thông, xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ khán giả cả nước. Giảng viên thanh nhạc, thạc sĩ, ca sĩ Ngọc Mai nổi lên như một hiện tượng. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô lại rơi vào những lùm xùm về phát ngôn, giọng hát và cả vấn đề bản quyền khiến hình ảnh dần xấu đi trong mắt công chúng. Ngọc Mai xuất hiện thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội, đến nỗi có người còn cảm thấy bội thực sự xuất hiện của nữ ca sĩ và bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngọc Mai và cả ông xã Quốc Nghiệp bị bủa vây trong loạt ồn ào, tin đồn về đời tư, về quá khứ của cả hai, thậm chí các group anti-fan của Ngọc Mai mọc lên rầm rộ, số lượng thành viên có lúc lên đến chục nghìn. Trong các group này, nhiều câu chuyện, tin đồn rầm rộ về Ngọc Mai tuy chưa kiểm chứng hay xác thực nhưng cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Osen. Suốt một năm qua, Ngọc Mai gần như giữ im lặng, không đáp trả trực tiếp trước những bình luận trái chiều, chỉ có lần lên tiếng gần đây nhất vào đầu tháng 11 khi cô cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp trước những lời đồn đại xoay quanh mình. Sau chiến thắng tại Ca sĩ Mặt Nạ, Ngọc Mai vẫn tiếp tục các hoạt động giảng dạy, truyền cảm hứng lẫn kỹ năng trong âm nhạc cho các học trò. Cô cùng chồng là nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp thường xuyên tham gia các hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh sống khó khăn.